Đây có cá đó lắm. Ui, cá gì đây? Cá gì đây xuống không? Ui, có lắm. Ui, khủng lồ. Ui, cái gì đấy? Cái gì đây xuống không? Cái gì đây xuống không? Cái gì đây? Cái gì đây? Bùn. Đây, ui, con to đây. Cá gì đây? Ui, mẹ con này, con gì đây? Bùn đây, bùn. Ủa đây, đây, ủa đây, con cá to lắm. Ủa, cá gì đây? Cá gì đây xuống không? Ủa, to lắm. Ủa, con khủng lồ. Ủa, cái gì đây? Cái gì đây? Hả? Cá chê con gì đấy? Cá chê con gì đấy? Ủa, xuống bộ xem như nào. Mẹ con chạy mất à? Ủa, bụt, tìm đi bụt. Ủa, bụt tìm đi. Xuống bộ tìm vào được. Ủa, con to đây. À, út. Út tiếp đi. Xuống bộ xem nó ở đâu. Một to đấy à? Quỷ, mẹ ô. Con này khoảng bao nhiêu cân xuống bộ? Con này đeo 10 cân. Ủa, to lắm. Mò đi nhá, xem như nào. Bắt vào được con này. Đám này xấu này đi. Đám này xấu lắm. Út đấy. Út, xuống đây tìm đấy. Tìm đấy, út. Con này dùng tí nữa cắn được rồi. Tí nữa nhỉ, một tí nữa là cắn được rồi. Vâng, út tìm đấy. Không động, chưa biết động. Tìm bụi. Ấy. Xem nào. Đây, đây, đây. Ủa. Có phải không? 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 Xuống bộ đại lắm đấy mà. Thì xem nào. Đó, bụi xúc tìm đấy, đánh hơi đấy. Nghe thấy một quả dưới đây hả? Ô, con to nhỉ. Con khủng khiếp luôn. Đấy, bụi. Ô, con tôm. Tức là máu luôn, tôm mới lại bụi. Hai con rất máu luôn. Tìm mạnh đấy. Ba, bụi. Tìm đi. Ủa. Tao cứ tưởng mày mò đâu con cá rồi. Dạ ốt thằng Bành nhỉ. Còn ngay cái ủng lên. À, Vương tiến đi, Vương. Vương tiến đi. Vương, xuống nhà nào. Nhanh Vương. Bành có chạm không? Không. Người thấy anh chạm vào rồi, chỗ này không? Mẹ chắc nó chỉ xung quanh đấy thôi, chưa lên được trên này đâu. Xung quanh. Hay đứng ở đấy. Ừ, để em đứng đây em nhìn nhá. Nếu mà thấy nó nổi lên thì em hú phát. Nào, Vương tiến đi. Nó lấn nhanh ý. Hay nó lùi mẹ buồn rồi xung quanh. Cứ xem đâu. Bun xúc tìm đi Bun. Kéo con này rút vào rìa bờ đấy. Lắm các con đấy à? Bành đứng đấy xem có con nào hú ngay nhá. Thấy phát là hú ngay. Đứng đây, đây, đây. Lắm này. Lắm này động đi. Luôn dưới à? Luôn dưới à? Ôi, Bun nhảy luôn. Vâng. Ôi tiếp đi. Mẹ bố còn to thế mà để mất thì phí lắm ấy sư phụ ạ. Cứ tìm kỹ không? Em về trên bờ em để ý, nó kiểu gì nó phải vào tiền nó ngang nước. Đúng rồi, thể nào nó cũng phải ngoài lên. Mò tí đục lên, thể nào nó cũng lên đấy. Thấy không? Có thấy không? Mẹ ở đâu nhỉ? Có chứ đâu. Mò một lúc lên, tao cứ mò tí nó đục lên. Nick lên luôn. Mò tí đục nó lên ngay mà. Nào. Bùn tím đấy. Ui, đám này lầy. Nó lầy này. Cứ nó chạy đâu. Đúng rồi, bành đi ở kia để sư phụ đi ở giữa. To lắm. Ừ, to lắm, con này khủng luôn đấy. Em nhìn thấy sơ sơ nhưng không biết nó là con gì. Đây, đây, đây. Lại phía trên dưới rồi. Chạm chưa? Đây. Thấy chưa, sư phụ thấy chưa? Chạm dưới rồi. Đây rồi. Thấy chưa? Đây. Ở đây, đây. Đây. Đấy, vừa thấy tầm hơi đây. Đám này. Huynh với lại đây bành bấu, bấu vào. Xuống đây rồi. Nó lặn xuống đây rồi. Xuống đây hết rồi.
con này nó trốn nhanh nhỉ. Nó tập trung xuống hết cái này rồi đấy. Rồi, buôn. Khả năng nó xuống đây, buôn, buôn nhảy ngay. Buôn tím đấy. Chém nó ở đâu? Ấy số nó lắm, lấy xem nó có ở đấy không? Em nghĩ khả năng lùi mẹ buồn đấy. Cái mò tí thì thế nào nó đục cũng phải ngoi lên thôi. Nó sặc bùn nó cũng phải ngoi lên thôi. Ngoi lên cẩn thận con bùn ấy, đớp mất mồi. Khoái nhỉ. Mấy con này nó sặc bùn thế này vẫn chưa thích thò lên cơ. Trước về sâu vậy. Nó chỉ lỏi cái nước thôi. À, buôn đi tìm đi, nhanh buôn. Nhìn như chó đen xì. Đám này cũng lầy mà. Cháu còn nắng trước. Úc miêu. Chắc là nó chỉ lấn ở quanh đám này thôi. Tài nhỉ, con này. Thấy chưa, bay. Nó chưa lên đến trên đấy đâu. Ủa, đúng không? Đây. Mà nó phi nhanh lắm. Mà nó phi nhanh mà. Cũng vậy. Nước ngược là nó. Nó vẫn là lẩn quẩn ở đây đấy. Nước thấy nước trong là nó ngược lên đấy. Xem như nào. Ô, tưởng sư phụ bắt được con cá đấy, bắt được một cây ống thế. Tích cực mò thì thế nào cũng kiếm được. Đắp được không? Nước nó chảy xuống đắp được. À, nó lươn mẹ lên trên kia rồi. Phải mò thôi. Lươn lên sao được lươn kia, lươn chặn đây. Tài, con này. Lấn nhanh thật. Giá lúc vẽ vồ ở kia ngon nhỉ. Mẹ vồ, nó trơn. Nó lại trơn mẹ lên. Ui, thấy rồi. Đây, đây. Kẹt. Nó vừa mới đánh bớp. Đây rồi. Ui, đây, xuống rồi, Ôi, đây rồi. Ôi, giời, sư phụ. Mẹ thấy đéo lại kinh nhỉ. Mọi người nhá, vừa thì nói chung là huynh thế mình nhỉ. Thấy mà sư phụ. Nó chạy mất rồi. Má mà. Nó lại xấu phết đấy. Thấy chưa? Sư phụ thấy chưa? Ui, mẹ cầm chắc. Thấy rồi gì? Ngon, cầm chắc đấy. Cẩn thận nó vàng đấy. Không biết là cá gì đấy. Cái chia. Cẩn thận đấy, cái ngạnh nó không hiểu đấy. Sư phụ kéo vớt lên trên bờ ấy. Đây rồi, đây, từ. Đây, sư phụ mang vào đây không? Đây, vừa con bùn nó tạp đi vẹo mày. Vừa con bùn nó tạp cho sát hết người này. Sát hết người, ui. Ngon rồi. Ui. Mày, mọi người này. Mãi mới bắt được mày. Con này đúng con quái vật luôn. Này, đúng mày bùn nó tạp. Đấy. Đây. Nó khập. Nó khập đây này. Hai cái răng của nó. Kinh nhỉ. Sát hết người luôn. Bùn nó khập vào cho. Ngon phết đấy sư phụ. Mày, mãi tao mới bắt được mày. Mãi bắt được. Mọi người vừa lấy thế bị cắm cái gai vào chân thế là về rồi mọi người. Cái gai to luôn mọi người ạ. Thế là còn mỗi mình với Ngọc ở lại chiến đấu với con này thôi mọi người này. Ngon quá ngon, may là kiếm được nó, tưởng mất rồi nhỉ. Con này nó bò, đám này rất là sâu luôn mọi người ạ. Kinh kìa, đoạn này nó ngược ở dưới này lên này. Mẹ em nghĩ khả năng đám này vẫn còn đấy sư phụ. Còn thì thôi, bây giờ mò con này ăn chán này còn gì á. Giờ này cũng muộn lắm rồi nhỉ. Mọi người hôm nay đi. Buổi chiều mới thầy cho đi săn rắn hóa ra đi săn cá. Đang xuống đây tìm địa điểm thì tiện gặp. Yeah. Quá tuyệt vời luôn. Này. Ý, nhìn mọi người nhìn thấy đẳng cấp chưa? Đấy, nhìn đi. Nó là to luôn. Con này. Vừa bị bùn nó tẩn cho. Nên là mê. Yếu. Yếu à? Cắn yếu. Yeah. Kịch cái bùn nó tập kinh à? Bùn nó tập à? Ui, nó tập quá là kinh luôn. Nát hết người. Mẹ cái hàm răng nó uy lực. Nó là tớm luôn. Thôi đi lấy túi đã. Ừ, tôi vụ vứt túi ở kia đúng không? Ừ, vứt túi ở kia. Để em nghe mà, sẽ review cho mọi người xem con cá. Hiện tại sư phụ mình đang đi lấy túi nhá. Mua này, nó lầy này. Lún luôn. Tắm này là vũng lầy mà mọi người ạ. Nó vũng lầy luôn. Nói chung là cái con cá này là con bùn này nó cắn rồi. Cho nên là bọn mình mò nói chung là mãi mới thấy. Lúc nãy là huynh thế mình bị gai cắm nhá. Cái gai rất là to cắm vào chân. Thì nói chung là thằng Bánh ấy là nó lai sư huynh của mình về nhà rồi, đấy, điều trị rồi. Thì còn mỗi mình với lại sư phụ của mình lúc nãy cũng mò với sư phụ một lúc, đấy, mò quần lúc rồi.
thì nó cũng đục lên các kiểu thôi. May là vừa rồi may là bắt được nó. Mình lên một tí, mình nghỉ ngơi tí thì sư phụ mình mò được. Còn khá là to luôn. Sư phụ lấy được túi chưa? Đây đang lấy này. Phúc nó lầy. Mọi người ạ, rất là lầy luôn. Đây là cái vùng này nó lầy mà. Đúng không? Đấy, đây. Con thủy quái luôn. Con này thường ở trên YouTube mà có người người ta gọi là thủy quái 9 râu à sư phụ? À 7 râu. 7 râu. 7 râu đúng không? Mình gọi là con cái chê. Kinh to thật. Con này chê đồng. Con này khủng nhỉ. Chê lai. Chê lai á? Ừ. Kinh to thật. Ở đây nó có mấy cái nhà nó nuôi kìa. Ao đây. Chắc là nó sống ra gì? Nó phọt ra đây nó ở đây. Ừ. Ngon nó. Có mang giả không sư phụ? Hả? Có mang giả phân lôi. Giả. Mọi người ạ. Thì bây giờ thầy trò mình sẽ kết thúc video tại đây mọi người nhé. Kìa. Nói con kia nó sủa inh ỏi rồi. Thì mọi người xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ thầy trò mình nhá. Xin chào cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Nhớ đăng ký kênh săn bắt ẩm thực vùng cao nhá. Con này về lưỡng chiên giòn. Chiên giòn luôn. Rồi chào mọi người nhá.